Trong 6 năm trở lại đây, sự phát triển của công nghệ cắt CNC laser và công nghệ hàn laser tại Việt Nam đã thay đổi rất nhiều ngành gia công kim loại tại Việt Nam. Kéo theo đó là nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp nguồn laser của doanh nghiệp cho các máy laser này tăng đột biến. Với mong muốn đáp ứng nhanh chóng và chất lượng nhất các yêu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp nguồn laser của khách hàng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Welcom đã thành lập Trung tâm Hàn cắt laser và phát triển dịch vụ kỹ thuật, hoạt động dựa trên mục tiêu hỗ trợ khắc phục triệt để những lỗi phức tạp trên nhiều nguồn hàn laser khác nhau, đảm bảo mang đến cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng. Từ năm 2016 đến năm 2022, dung lượng thị trường về bán về nguồn cắt, nguồn hàn laser ở thị trường Việt Nam rất là nhiều và có rất là nhiều hãng. Thì họ phát triển sang bên này thì cái dịch vụ mà sửa chữa đấy, có một số hãng là người ta chưa set up được các phòng dịch vụ của sửa chữa ở đây. Cái thời gian sửa chữa của họ chuyển sang đó, khách hàng sẽ phải chờ mất 1 hoặc 2 tháng hoặc 3 tháng thì mới có sản phẩm đến tay khách hàng. Thì Welcom thực hiện mở trung tâm dịch vụ để phục vụ cho khách hàng. Khách hàng cuối sẽ có những cái máy hết bảo hành thì Welcom sẽ thực hiện sửa chữa dịch vụ và cho thuê. Cho thuê thì mục đích là cái giai đoạn mà lúc máy hỏng ấy thì mình cho thuê thì máy của khách sẽ lúc nào cũng hoạt động. Và khi mà Welcom sửa xong thì sẽ đảo lại cái vị trí máy cho thuê đó để khách hàng sử dụng máy một cách hiệu quả nhất. Nguồn laser sợi quang được xem là trái tim của mỗi chiếc máy hàn cắt laser, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tia laser hoạt động ổn định cho chất lượng đường hàn, cắt chính xác và thẩm mỹ. Việc thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì toàn bộ máy cũng như nguồn laser không những gia tăng tuổi thọ cho máy mà còn giảm thiểu các lỗi hư hỏng có thể phát sinh trong quá trình sử dụng. Trước đây, khi nguồn laser gặp vấn đề, đa số công ty phân phối tại Việt Nam phải chuyển nguồn về nhà cung cấp để tiến hành khắc phục. Quá trình này thường mất nhiều thời gian, phụ thuộc vào quy trình của từng hãng. Trung bình có thể kéo dài từ 4 đến 8 tuần làm việc và chi phí thay thế linh phụ kiện các hãng đều tính rất cao. Việc máy CNC laser bị dừng hoạt động trong thời gian dài ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ hoàn thành đơn hàng của nhà máy. Trước thực trạng đó, việc mở ra trung tâm dịch vụ kỹ thuật laser là điều cần thiết, tuy nhiên không dễ dàng triển khai bởi các yếu tố. Về con người, để sửa chữa nguồn hàn laser, cần nguồn lực nhân sự kỹ thuật có chuyên môn và được đào tạo chuyển giao công nghệ từ các nhà cung cấp. Về chi phí, để sửa chữa các nguồn laser, các công ty phải đầu tư rất lớn vào cơ sở vật chất như phòng sạch, các máy hàn sợi quang, máy đo kiểm, chi phí lên tới hàng chục tỷ đồng mới đáp ứng được việc sửa chữa bảo dưỡng. Vượt qua những khó khăn đó, đến nay trung tâm dịch vụ đã và đang phát huy thế mạnh của mình, trở thành địa chỉ uy tín sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp nguồn laser trong nước, mang lại giá trị và sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Trung tâm hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho nguồn laser, tiếp nhận sửa chữa nguồn laser sợi quang từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như IPG, Max, Raycus, v.v. thay mới nguồn laser phù hợp thiết bị của khách hàng và nâng cấp đầu cắt, nguồn laser theo yêu cầu. Ngoài ra, Welcom còn sẵn sàng nhận các đơn sửa chữa máy CNC, cung cấp các gói bảo trì bảo dưỡng định kỳ hàng năm và dịch vụ chuyên đo kiểm, hiệu chỉnh cơ cấu cơ khí máy CNC thuộc lĩnh vực gia công chính xác trên toàn quốc. Quá trình sửa chữa tại trung tâm dịch vụ được Welcom thực hiện nhanh chóng thông qua các bước gồm tiếp nhận, đánh giá và phản hồi thông tin, sau đó vận chuyển nguồn laser về trung tâm dịch vụ. Tiếp đến, đội ngũ kỹ thuật Welcom sẽ kiểm tra và xác định lỗi nhằm đưa ra biện pháp xử lý để tiến hành sửa chữa nguồn hàn laser theo yêu cầu. Cuối cùng, nhân sự sẽ nghiệm thu, đánh giá hiệu quả của thiết bị để gửi hàng về tận nơi, hỗ trợ lắp đặt thiết bị cho khách hàng. Toàn bộ quá trình này được Welcom thực hiện từ 7 đến 14 ngày làm việc trong điều kiện linh phụ kiện thay thế sửa chữa có sẵn. Và đặc biệt, các chi tiết sửa chữa sẽ được bảo hành trong vòng 3 tháng. Đối với việc nâng cấp nguồn laser, Welcom cũng sẽ thực hiện đầy đủ các bước tương tự quá trình sửa chữa, sao cho thiết bị sau khi nâng cấp có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu sản xuất của khách hàng. Để phục vụ nhu cầu thị trường nhanh chóng và hiệu quả, trung tâm dịch vụ Welcom hiện đang sở hữu nhiều thế mạnh toàn diện về cả con người và trang thiết bị chuyên dụng, vượt ra khỏi khuôn khổ của một công ty thương mại thuần túy. Ngoài ra, về định hướng về dịch vụ sắp tới cho 3 năm tiếp theo ấy, trong cái số dung lượng thị trường khoảng 10.000 máy laser đưa ra thị trường thì chúng tôi mong muốn là phục vụ tới khách hàng là từ 5 đến 7% cái thị phần và mang về các dịch vụ cho trung tâm dịch vụ laser của Welcom để phục vụ khách hàng trong khoảng là từ 50 đến 70 khách hàng trên một tháng. Cùng với đó, sự chủ động và nhạy bén của hệ thống kinh doanh trực tiếp và kênh phân phối gồm các cửa hàng, chi nhánh nhượng quyền Welcom sẽ nắm vai trò chủ chốt trong việc tìm hiểu và nắm trúng nhu cầu thị hiếu của khách hàng tại mỗi địa phương. Nhu cầu khách hàng này thì nó theo cái thứ nhất là họ đã biết mình cũng đã giới thiệu, họ cũng đã biết mình là cung cấp về máy cắt, máy hàn, laser. Thứ hai là cũng nguồn tin cũng từ khách hàng họ tìm hiểu rồi qua thông qua bạn bè thì họ biết đến mình.
Trước tiên là anh xem là khách họ nhu cầu họ là nâng cấp hay là sửa chữa như nào, thì lúc đấy anh sẽ báo cho anh em bên phòng kỹ thuật để anh em cùng tương tác và sẽ đến làm việc với khách cụ thể hơn. Cái này thì nó có theo cái nhu cầu của khách. Khách cần hàng gấp thì có thể là có, cũng có khách họ muốn là vận chuyển, họ tự vận chuyển lên tận trung tâm công nghệ. Hai nữa là có khách thì họ không có thời gian, họ không có phương tiện vận chuyển thì họ nhờ bên mình vận chuyển, hỗ trợ khách vận chuyển lên trung tâm công nghệ để cho anh em kỹ thuật sửa chữa thay thế. Dịch vụ sửa chữa nguồn laser do trung tâm Qualcomm cung cấp không chỉ giúp các doanh nghiệp tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian sửa chữa mà còn góp phần nâng cao năng lực sản xuất. Nhiều khách hàng cũng đã có những đánh giá khách quan về tính hiệu quả của dịch vụ do Qualcomm mang lại. Trong quá trình tôi dùng cái máy cũ, nói chung là về cái bộ điều khiển là nó hay trục trặc, tức là cháy kính, rồi hàn, tức là mối hàn không ngấu, tức là độ tỏa nó không cao, với lại nó rất hay bị lệch tia. Lệch tia là cái tâm lệch tia là lệch ra sau lại không chỉnh được, chỉnh như sau lại cháy kính. Nên là cái súng nó cứ đỏ hết cả cái đầu súng lên. Trong quá trình cái máy nó như thế là từ ngày sắm mà nói chung là không dùng, không ổn định. Dịch vụ mỗi lần gọi này nên cả hẹn cái hết tuần này sang tuần khác, không cho kỹ thuật về xử lý, nhưng mà về xử lý xong rồi lại cho nhân viên không có tay nghề. Nên là về làm là chỉnh, cứ chỉnh đi chỉnh lại chỉnh, nhưng mà mai về lại máy lại hỏng. Cứ chỉnh được rồi nhưng về mai lại máy lại không sử dụng được. Khi tham khảo chỗ giản ở đây là quyết định với giản là bảo là nâng cấp lên cái con súng, nâng cấp cái súng với bộ điều khiển bên Qualcomm, là nói chung là ngày giờ hẹn là chuẩn, nói chung lịch thay hướng sửa chữa là lịch chuẩn, mà trong quá trình khi thay xong rồi là tôi cho công nhân làm là rất ok, mà có vấn đề gì trục trặc cần chỉ cái là bên giản là bên chỗ Qualcomm là cho kỹ thuật sang là chỉ ngay, nên là máy là giờ là tạm thời là hoạt động là rất ok từ lúc thay bộ điều khiển về. Công ty tôi cũng đã đầu tư 3 máy cắt laser và 3 máy hàn laser. Thời gian sử dụng thì cũng được 5 năm rồi. Trong quá trình sử dụng cái công nghệ laser thì tôi cũng rút ra rất là nhiều cái kinh nghiệm. Quá trình mà đang sản xuất máy bị hỏng thì thời gian mà để sửa chữa nó rất là dài. Nhất là các cái công nghệ nguồn laser này gửi sang bên nước ngoài, khi mà thông quan qua cửa sổ khẩu rất là khó. Chi phí để xử lý rất là cao. Quan trọng nhất là cái thời gian nó dài ngày, có thể lên tới 90 ngày. Tôi cũng đã liên hệ với nhiều các cái đơn vị trong nước và cũng hãng sản xuất máy laser đấy. Thế nhưng cái công nghệ laser rất mới tại Việt Nam. Để xử lý được cái nguồn này cũng tương đối khó. Cũng rất là ít các cái đơn vị làm được những cái vấn đề này. Tôi cũng rất vui khi Qualcomm giải quyết được cái vấn đề này. Thì có rất nhiều cái ưu điểm mà khi đã khắc phục được tại Việt Nam. Thứ nhất là cái thời gian khắc phục rất là sớm, có thể là dưới 14 ngày. Thứ hai là chi phí thấp so với việc là gửi sang bên nước ngoài sửa chữa. Thứ ba nữa là trong quá trình sử dụng được các bạn kỹ thuật viên bên Qualcomm hướng dẫn và tư vấn để khắc phục những các lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng. Và vì thế tôi đã tin tưởng và lựa chọn Qualcomm khắc phục cho tôi vấn đề này. Bên cạnh đó, trung tâm được định hướng sẽ trở thành đơn vị tiên phong trong việc thiết lập quy chuẩn hóa về hoạt động kỹ thuật trong hệ thống vận hành của Qualcomm, đồng thời kết nối hỗ trợ nhân sự tại chi nhánh và cửa hàng nhượng quyền phủ khắp 63 tỉnh thành phố để đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của các doanh nghiệp khu vực. Với tiềm năng và thế mạnh hiện có, trung tâm hàn cắt laser và phát triển dịch vụ kỹ thuật của Qualcomm hứa hẹn sẽ là địa chỉ sửa chữa nguồn laser tin cậy, nhanh chóng, hiệu quả của khách hàng trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ sửa chữa nguồn laser, quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 1900 9410, website Qualcomm.vn.